Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 4 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, theo blog chính thức của Cục Quản lý Khẩn cấp Thâm Quyến, vào tối ngày thứ Sáu, do chịu ảnh hưởng của sự hợp lưu của các luồng không khí lạnh và ấm, thời tiết đối lưu mạnh như mưa đá, gió mạnh, dông bão và lượng mưa lớn xảy ra ở Thâm Quyến. Lượng mưa cực lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ lụt đột ngột ở nhiều khu vực của Thâm Quyến, khiến một số khu vực bị ảnh hưởng. Người dân ở quận Phúc Điền và quận La Hồ do bị ngập đã thiệt mạng hoặc mất liên lạc. Lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở Phúc Điền, La Hồ, Bảo An, Quảng Minh và các quận khác. Trong đợt mưa này, lượng mưa trung bình của thành phố là 40,6mm, lượng mưa trung bình ở mỗi quận là 65,0mm, ở quận La Hồ, lượng mưa tối đa trong 10 phút là 39,2mm và ở quận Phúc Điền là 39,7mm. Lượng mưa cực đoan và gần một nửa lượng mưa chỉ tập trung trong 10 phút, nó đã đạt đến một sự kiện chỉ có một lần trong đời, trong 50 hoặc 100 năm mới có một lần. Lượng mưa nửa giờ tối đa là 73,4mm, cường độ mưa lớn nhất nửa giờ kể từ khi có hồ sơ khí tượng của Thâm Quyến. Cục khí tượng Thâm Quyến đã ban hành cảnh báo sét trong thành phố lúc 19 giờ 10 phút ngày thứ Sáu, cảnh báo gió mạnh và mưa đá lúc 20 giờ và cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 20 giờ 10 phút, đồng thời thành phố chuyển sang trạng thái cảnh báo mưa bão. Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng thủ Thâm Quyến đã ngay lập tức đưa ra phản hồi khẩn cấp cho những người chịu trách nhiệm phòng thủ của thành phố thông qua hệ thống người chịu trách nhiệm phòng thủ của tỉnh. Lượng mưa cực lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ lụt đột ngột ở nhiều khu vực của Thâm Quyến, khiến một số khu vực bị ảnh hưởng. Người dân ở nhiều cống và cống ở quận Phúc Điền và quận La Hồ bị ngập và chết hoặc mất liên lạc. Trong số đó, dự án vận hành nạo vét mương thoát nước của khu vực khách sạn Hồ Tây và cải tạo lòng sông Bích Gia Sơn, đường Nam Bảo An, phố Quý Nguyên, quận La Hồ, trong số 25 công nhân tại chỗ, 7 người đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi khi chuẩn bị sơ tán. Sau khi cứu được 4 người, tử vong 2 và 1 người mất tích. Trong dự án vận hành nạo vét cống ở phía bắc của công viên Tương Mật, đường Tương Mật Hồ, quận Phúc Điền, hơn 10 công nhân đã sơ tán sau khi nhận được thông báo cảnh báo 4 công nhân đã bị lũ cuốn trôi và tử vong. 5 công nhân đang thực hiện công việc nạo vét và khảo sát cống ngầm giữa đường Agu và đường Diên Hà ở giữa vành đai xanh ở phố Hoàng Bắc, quận La Hồ đã bị lũ cuốn trôi khi họ đang chuẩn bị sơ tán và 5 người bị lũ cuốn trôi tìm thấy đã chết. Tính đến 23 giờ ngày thứ Bảy, đã có tổng cộng 10 người chết, 1 người mất liên lạc, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Ngay sau thảm họa, thành phố Thâm Quyến đã thành lập trụ sở cứu hộ khẩn cấp tại chỗ để tổ chức ứng phó khẩn cấp. Các bộ phận khác để tiến hành tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp, điều trị vết thương và các công việc khác. Các sở quản lý của tỉnh Quảng Đông đã cử nhân viên đặc biệt đến Thâm Quyến để hướng dẫn cứu hộ tại chỗ, đánh giá thiệt hại và điều tra nguyên nhân. Tính đến nay, Thâm Quyến đã đầu tư tổng cộng 639 nhân viên cứu hộ, 17 phương tiện và một máy bay không người lái. Theo các yêu cầu triển khai có liên quan, Thâm Quyến sẽ tăng cường hơn nữa giám sát thiên tai, cảnh báo và dự báo sớm, thực hiện toàn diện điều tra và khắc phục các nguy cơ lũ lụt trong mùa lũ, tăng cường nhiệm vụ khẩn cấp và chỉ huy và điều phối trong mùa lũ, tăng cường tuyên truyền và đào tạo về lũ lụt kiểm soát an toàn trong mùa mưa lũ, nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động của thiên tai đối với thành phố, dốc toàn lực nâng cao mức độ an toàn công cộng đô thị. Vào ngày 3 tháng 9, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã tổ chức một cuộc họp báo. Khâu Văn Song, Phó thị trưởng thành phố Hình Đài, kiêm Phó chỉ huy trưởng trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán đã có phản hồi đặc biệt về những vấn đề nóng hổi được cư dân mạng và xã hội quan tâm. Khâu Văn Song nói rằng lũ sông Kili không phải do con người xả lũ gây ra. Trận lũ này là lớn nhất kể từ năm 1996. Chỉ có một hồ chứa nhỏ Đông Xuyên Khẩu không thể kiểm soát ở thượng nguồn sông Kili. Không có cổng kiểm soát và không có vấn đề xả lũ nhân tạo. Có hai nguồn nước lũ chảy vào sông Kili, một từ tràn hồ chứa Đông Xuyên Khẩu và một từ khu vực miền núi phía Tây vào rãnh thoát nước phía Tây của dự án dẫn nước Nam Bắc. Từ 3 giờ sáng ngày 2 tháng 9 đến 0 giờ ngày 3 tháng 9, lượng mưa ở cả hai khu vực đều vượt quá 360mm, chiếm 60% lượng mưa hàng năm, khiến mực nước của hồ chứa Đông Xuyên Khẩu tăng vọt. Hai dòng nước mưa chảy vào sông Kili cùng một lúc tạo thành một trận lũ lớn khó ngăn chặn. Khi sông Kili thu hẹp nhanh chóng tại cầu Đại Tiên, lũ lụt đã tràn qua chỗ vỡ bờ kè và làm ngập các ngôi làng trong khu vực phát triển.
Tóm lại, thảm họa trong khu vực phát triển là do nguyên nhân tự nhiên, không phải do xả lũ nhân tạo. Trước đó, theo dự báo của Đài quan sát khí tượng thành phố Hình Đài sẽ hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ vào ngày 2 tháng 9 và ngày 3 tháng 9. Trong thời gian qua, Đài quan sát khí tượng thành phố cứ 2 giờ lại công bố thông tin về mưa. Từ 22 giờ ngày 2 tháng 9 đến 8 giờ ngày 3 tháng 9, căn cứ vào tình hình lượng mưa, báo cáo mưa được điều chỉnh theo thông tin lượng mưa mỗi giờ. Đài truyền hình thành phố, WeChat, Weibo và trang web, màn hình lớn trên đường phố và các kênh phổ biến, thông tin khác để phổ biến rộng rãi đến công chúng. Đối với những thôn vùng hạ du hồ chứa có khả năng điều tiết, chúng tôi đã có cảnh báo sớm và có những sắp xếp đồng bộ từ trước. Do lượng mưa lớn đột ngột và ngắn hạn, khu phát triển đã được thông báo vào lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày 3 tháng 9 và khu phát triển đã ngay lập tức vào làng Đại Tiên để tổ chức chuyển dân. Lúc đó, nước đã bắt đầu tràn vào làng. Mưa xối xả dữ dội khiến nhiều con sông bị lũ cuốn, khiến nhiều nơi trong thành phố bị ngập trong thời gian ngắn, khu phát triển bị ảnh hưởng nặng nề. Thành phố Hình Đài lần đầu tiên thực hiện công tác cứu trợ thiên tai, chủ động loại trừ các tình huống nguy hiểm, đồng thời chuyển cứu hộ và tái định cư cho quần chúng. Khi lũ rút dần và tình hình nguy hiểm ổn định, các cấp đang tiếp tục xác minh thống kê toàn diện và chính xác hơn về tình hình thiên tai. Tính đến 7 giờ ngày 3 tháng 9, xác minh trên địa bàn thành phố đã có 25 người chết và 13 người mất tích. Trong đó có 17 người chết tại khu phát triển và 1 người mất tích. Danh sách tử vong cụ thể đã được công bố và chúng tôi rất đau buồn vì điều này. Sau khi lũ lụt xảy ra, thành phố Hình Đài đã ngay lập tức kích hoạt hệ thống cứu nạn và chống lũ lụt, đồng thời dốc toàn lực để giải cứu người dân. Các đồn binh lập tức khẩn trương vào khu phát triển, bố trí 28 thuyền xung kích, hơn 280 cán bộ chiến sĩ và tổ chức 1.200 cán bộ quần chúng nhân dân địa phương ứng cứu, bảo vệ các đoạn đê nguy hiểm, sơ tán nhân dân bị mắc kẹt. Hiện tại, khu phát triển đã cử 15 tổ công tác đến tận nhà điều tra tình hình thiên tai tại 12 thôn bị ngập lụt. Công tác phòng chống dịch bệnh vùng thiên tai đã được triển khai đầy đủ, chia buồn, xoa dịu các nạn nhân, thống kê tình hình thiên tai. Tất cả những người được chuyển đến đều đã được tái định cư hợp lý để họ có nước uống, thức ăn để ăn, điều trị y tế, quần áo để mặc và nhà ở. Thưa quý vị, sau cơn mưa xối xả, do cơn bão số 5 gây ra lũ lụt lớn ở miền Bắc Trung Quốc, dữ liệu thiệt hại do thiên tai đã được công bố ở nhiều nơi. Chỉ riêng ở thủ đô Bắc Kinh, gần 60.000 ngôi nhà bị sập và 1,29 triệu người bị ảnh hưởng. Các nhà phân tích cho rằng chính phủ bị nghi ngờ che giấu sự thật về thảm họa và minh oan cho hòa bình. Thiệt hại to lớn do lũ lụt có thể gấp 10 lần con số chính thức và nền kinh tế vốn đã yếu kém của Trung Quốc có thể còn tồi tệ hơn. Khi lũ rút, từng ngày và công tác tìm kiếm cứu nạn trong vùng thiên tai đã kết thúc, Bắc Kinh đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ vào ngày thứ Tư. Hạ Lâm Mậu, Phó Thị trưởng Bắc Kinh chỉ ra tại cuộc họp rằng, tính đến 24 giờ ngày thứ Ba, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 1,29 triệu người ở Bắc Kinh, 59.000 ngôi nhà bị sập và 147.000 ngôi nhà khác bị hư hại nghiêm trọng. Tổng cộng có 33 người thiệt mạng do thiên tai, trong đó nguyên nhân tử vong chủ yếu là do lũ lụt hoặc sập nhà, 5 người khác thiệt mạng khi được cứu hộ khẩn cấp và 18 người vẫn đang mất tích. Ngoài ra, 225.000 hecta mùa màng bị hư hại, một số công trình bảo tồn nước và cơ sở hạ tầng miền núi cũng bị hư hại nghiêm trọng. Hạ Lâm Mậu thẳng thắn nói rằng những thiệt hại do thảm họa mới nhất chỉ là dữ liệu theo từng giai đoạn và những thiệt hại cụ thể vẫn đang được thống kê. Tại huyện Phòng Sơn, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, 60.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 6.300 phương tiện bị ngập và 200.000 mẫu đất canh tác trên toàn huyện cũng bị nhấn chìm, trong đó 33.000 mẫu không có thu hoạch. Tại tỉnh Hà Bắc, nơi đảm nhận việc xả lũ từ thủ đô, thiên tai cũng rất nặng nề. Theo thống kê từ Bảo Định, thủ phủ tỉnh, tính đến ngày thứ Bảy trước đó, tổng cộng 1,107 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó 10 người chết và 18 người mất tích. Theo thống kê từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán thành phố Bảo Định, thiệt hại kinh tế trực tiếp mà khu vực địa phương phải gánh chịu là gần 17 tỷ nhân dân tệ. Trác Châu, Ba Châu và những nơi khác ở tỉnh Hà Bắc cũng như các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm ở phía Đông Bắc, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa, vẫn chưa công bố dữ liệu thiệt hại do thiên tai. Quý vị thân mến, theo trang web của chính quyền nhân dân huyện Hình Sơn, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9, một vụ lở đá bất ngờ xảy ra trên đường Bình Hoa ở thị trấn Trần Tử, huyện Hình Sơn, đâm vào một chiếc ô tô, một chiếc xe tải nhỏ 7 chỗ đi ngang qua. Sau khi cứu hộ khẩn cấp tại chỗ, chiếc xe hư hỏng nặng, toàn bộ 7 người trên xe đều thiệt mạng. Sau khi vụ việc xảy ra, những người chịu trách nhiệm chính của thành phố Nghi Sương và huyện Hình Sơn đã nhanh chóng đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, nhanh chóng thành lập các đội đặc biệt để xử lý tại chỗ.
phối hợp toàn diện và xử lý hậu quả và các công việc liên quan đang được tiến hành một cách có trật tự. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào.